có một giấc mơ. Người say lại Benz, mang bag hy vọng vào sự trang nghiêm và sang trọng của nó. Tôi đã mơ về chiếc xe từ khi còn nhỏ. Tôi còn cần khi tôi mua được một cái. Cảm giác như tôi có cả thế giới. Nhưng thực tế đã khác, vừa thịt đã mắc mô hình mới. Số dư tài khoản ngân hàng của tôi biến động. Giá trị chiếc xe phải mua giảm dần. Vết thương trong lòng tôi ngày càng sâu hơn. Kiếm kiếm tờ vào sức mạnh của quán. Tiếp quán hay nắm lấy tay tôi. Hay để giấc mơ của bay bay trở thành hiện thực. Ngay cả khi bạn mua và bán một chiếc ô tô. Số tiền góp vẫn như cũ. Giữ hy vọng và làm sáng tỏ tương lai của tôi. Thực tế và thế giới không chắc chắn. Tôi đang mua một chiếc Benz nhưng tài khoản ngân hàng của tôi không ổn định. Mọi người đổ xô đến mua mới bán chạy hơn. Giá trị chiếc xe của tôi giảm mạnh mỗi ngày. Sức nặng của thực tế càng đè nặng tôi hơn. Lời Chúa kêu gọi sau khi gặp Bitcoin. Không còn lo sợ khi mua xe tại sao. Tiếp tiếp không có tiền gốc khi mua bán xe. Khi bạn mua hoặc bán một chiếc ô tô, số tiền đó vẫn như cũ. Giữ hy vọng và làm sáng tỏ tương lai của tôi. Một sợi dây hy vọng mới, tiếp có anh đã cho tôi hy vọng. Ngay cả khi bạn sở hữu một chiếc ô tô, tài sản của bạn cũng sẽ không giảm. Bạn có thể thoải mái lựa chọn mà không cần lo lắng. Tôi sẽ hình dung ra một tương lai hạnh phúc cùng ngày bạn. Bước đầu tiên hướng tới tương lai. Hãy nhảy lên chiếc xe mơ ước của tôi. Cảm nhận sự tự do trong vẻ đẹp của máy bay. Ước mơ trở lại nhà tuyết con. Tôi muốn cầm nó trên tay mà không làm mất cậu. Sống với sự quyến rũ của xe hơi. Bán chiếc xe quý giá của tôi bất cứ lúc nào. Ngày mà tôi nhận lại được những gì tôi đã đầu tư. Tips coin sẽ răng đau với tôi. Hiểm chết mà hãy tin vào sức mạnh của coin. Tiếp coin hãy nắm lấy tay tôi. Hãy để giấc mơ của máy bay trở thành hiện thực. Ngay cả khi bạn mua hoặc bán một chiếc ô tô. Số tiền góp vẫn như cũ. Giữ hy vọng và làm sáng tỏ tương lai của tôi. Cả thương trong mơ của máy bay. Bây giờ là lúc để chạy với máy bay. Hay lựa chọn an toàn như Bitcoin. Chiếc xe thương yêu, chiếc xe mơ ước của tôi. Tôi sẽ sống hạnh phúc trên con đường đó. Bitcoin, cảm ơn bạn, tôi sẽ ở bên bạn. Hãy lựa chọn an toàn như Bitcoin. Chiếc xe tôi